Yo anh em, hello, xin chào anh em quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel Tô Mỡ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về một cái chủ đề, đó là leo rank solo ở meta hiện tại có thực sự khó nếu như mà chúng ta sử dụng xạ thủ hay là sát thủ, hai cái vai trò đấy không? Thì cái câu hỏi này tôi muốn đặt ra để mà thảo luận đến với anh em. Khi mà vô tình thôi, hôm nay tôi có vào ở trong cái trang sắp xếp những cái vị tướng mạnh ở trong cái đầu rank ở meta hiện tại. Đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái cấp S cộng ấy, tức là cái cấp mạnh nhất, thì chúng ta thiếu mất đi đó là vai trò xạ thủ cũng như là sát thủ. Còn những cái vai trò khác, ví dụ như là đấu sĩ, pháp sư, đỡ đòn hay là hỗ trợ ấy, thì cũng đều có sự hiện diện của từ một cho đến hai vị tướng. Thì để mà nói qua về cái trang web tra cứu cái thông tin về những cái vị tướng mạnh ở meta hiện tại này, thì đây là những cái danh sách của những vị tướng ở trong Mobile Legends được xếp từ cấp C là cấp thấp nhất lên cấp S cộng là cấp cao nhất. Càng ở cấp cao, tức là cấp S cộng anh em, thì độ hiệu quả là cao nhất. Hiệu quả ở đây tức là cái khả năng giành chiến thắng đó anh em ạ. Còn ở cấp B và C, tức là hai cái cấp thấp nhất á, là khả năng giành chiến thắng của những cái vị tướng này gần như là con số không tròn trĩnh luôn. Cực kỳ là ao meta, lối đánh cực tù và chỉ được pick với tính chất là cá khịa đồng đội là chính. Tức là kiểu, ê trận này mày không cho bố vai trò này đúng không? Bố pick lây la cho mày xem mày gánh kiểu gì, kiểu kiểu như vậy anh em ạ. Và cái bảng xếp hạng này là bảng xếp hạng mà chỉ tính khi mà chúng ta đi chơi solo thôi, chơi một mình, leo rank một mình thôi. Chứ nếu như mà chúng ta đi chơi hai người hay chơi ba người thì nó không tính ở trong cái bảng này đâu. Nếu như anh em muốn hỏi thêm là cái cấp S cộng so với cái cấp S nó khác nhau như thế nào, thì đại khái là theo cái mô tả trên cái trang web này có ghi ý, là cấp S cộng là cấp các vị tướng thuộc hàng God Tier, tức là kiểu cấp độ chúa trời luôn ấy anh em. Đây là những cái vị tướng cực kỳ khó bị counter, cực kỳ khó bị khắc chế, mức độ hiệu quả luôn ở mức tuyệt vời, và khả năng giành chiến thắng khi mà chúng ta sở hữu những cái vị tướng này ở trong đội hình là rất cao. Cao hơn rất nhiều so với cấp S, chứ đừng nói là cấp A cộng hay mấy cấp bên dưới. Đấy, cơ mà quay trở lại với cái vấn đề là tại sao hai cái vai trò xạ thủ cũng như là sát thủ lại không có bất kỳ cái vị tướng nào mạnh để mà có thể lọt được vào cấp S cộng ở meta hiện tại. Nếu là một tuần thì không nói, nhưng mà mỡ tôi có nhận ra và mỡ tôi có theo dõi á, là nó kéo dài mấy tuần liền rồi anh em ạ. Và có chăng liệu rằng cái danh sách này đang muốn nói với chúng ta rằng đó là việc sử dụng xạ thủ hay sát thủ khi leo rank solo ở meta hiện tại có phải là quá khó và không nên dùng không? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng thử đi tìm hiểu nguyên nhân ở vai trò xạ thủ trước ha. Để mà đánh giá về cái ưu điểm của những cái vị tướng thuộc cái vai trò xạ thủ này thì chúng ta đều đã biết rồi đúng không? Đó là mạnh về khả năng dồn sát thương vật lý tầm xa. Về cuối game thì đây sẽ là những cái nguồn sát thương chính, dễ tạo ra biến động. Khả năng gánh team của vai trò xạ thủ này là có nếu như mà đủ đồ. Và thời điểm để một xạ thủ tỏa sáng sẽ là khoảng từ giữa cho đến cuối game. Đa phần các xạ thủ là đều như vậy. Ưu điểm thì cũng có, nhưng mà nhược điểm của cái vai trò này đó là cái vai trò xạ thủ này phải farm khá nhiều và yếu ở giai đoạn đầu game. Đa phần là yếu ở giai đoạn đầu game. Xạ thủ thường là những cái vị tướng sẽ được ưu tiên dồn sát thương trước, tức là chúng ta sẽ bị thường là chọn để làm mục tiêu để gây sát thương trước đối với team bạn, và rất dễ bốc hơi nếu như mà tay chân chúng ta chậm, không dùng kịp phép hỗ trợ, không dùng kịp kỹ năng, hoặc là đồng đội chúng ta bọc lót cover không tốt. Về cơ bản thì xạ thủ sẽ không thể tự lực cánh sinh mà sống trong một trận đấu mà hai phe cân trình. Xạ thủ bắt buộc cần phải có một support tốt đi cùng để đảm nhận vai trò bảo kê cũng như là farm này, cấu rỉa hộ, thậm chí là chết thay cho xạ thủ luôn. Cho nên đây có lẽ là một trong những cái yếu tố để rất ít người chơi chọn cái vị tướng xạ thủ để mà leo rank solo ở trong Mobile Legends trong những cái trận đấu rank cao anh em ạ. Có thể rank thấp anh em có thể pick xạ thủ này nọ kia, và anh em có thể dựa vào cái kỹ năng của bản thân để mà có thể giành chiến thắng. Nhưng mà ở trong những cái trận đấu rank cao, trong những cái trận đấu thần thoại á, khi mà chúng ta không thể biết được thực lực đồng đội của chúng ta như nào và không biết được kẻ địch ra sao, thì cái việc lựa chọn xạ thủ là một cái lựa chọn vô cùng đánh đổi. Thật ra cái điều này nó chính xác đấy anh em ạ. Bởi vì xạ thủ muốn khỏe ấy, phải có hỗ trợ đỡ đòn tốt đi cùng. Sức mạnh của vai trò này sẽ tịnh tiến rất nhanh và tỏa sáng sớm nếu như mà chúng ta leo rank với hai người, ba người hay thậm chí là leo rank team. Còn nếu chúng ta leo rank solo á, có vẻ như xạ thủ không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, bởi chúng ta đang đặt mình vào cái thế hên xui như mình có nói. Nếu đồng đội chúng ta hay, chúng ta sẽ xanh và thắng. Nếu như mà đồng đội chúng ta chơi tồi thì thôi, game nát, coi như bỏ. Xạ thủ cũng không phải là một cái vị trí có quá nhiều mức độ ảnh hưởng đến lợi thế cho team mình, nhưng lại là một cái vai trò có thể mang đến rất nhiều lợi thế cho team bạn nếu như chúng ta cầm xạ thủ mà fit. Do đó, cá nhân mỡ tôi nghĩ rằng nếu mà có leo rank solo á, thì cái lời khuyên ở đây đó là chúng ta không nên chơi xạ thủ hoặc hạn chế nên chơi, trừ khi chúng ta thấy team mình có đủ vai trò rồi, hoặc nhìn thấy trong team có những cái tên quen thuộc có thể cân kèo. Ví dụ như anh em thấy trong team có mấy ông như kiểu Hiko này, xong rồi mấy cái ông top team như kiểu là OCS này, mấy cái ông mà tham gia giải đấu Pro League chuyên nghiệp á, đó thì chúng ta hãy nên cân nhắc để pick xạ thủ, còn không thì nên thôi, nên lựa chọn những cái vai trò khác, nghe chừng nó có vẻ ok la hơn.
Đó là đối với xạ thủ. Còn đối với sát thủ thì sao? Về cơ bản thì sát thủ ưu việt hơn xạ thủ về nhiều lý do. Đầu tiên này, sát thương đầu game của sát thủ là có. Khả năng tham gia giao tranh sớm mạnh cũng giống như là vai trò pháp sư vậy. Sát thủ khá đa dạng trong khả năng gây sát thương vật lý cũng như là phép thuật. Mức độ ảnh hưởng của sát thủ trong mọi giai đoạn của trận đấu là ở mức tuyệt vời. Vậy thì tại sao không có bất kỳ cái vị tướng sát thủ nào lại ở cấp S cộng trong cái bảng xếp hạng đi solo leo rank này vậy? Để mà có thể trả lời được cho cái câu hỏi này, có lẽ chúng ta sẽ cần nhìn sang bên bảng pháp sư đã. Ở bên bảng pháp sư thì hiện tại đang có hai vị tướng ở cấp S cộng, đó là Harith và Lilia. Sau khi mà nhìn sang ấy, anh em có thấy được cái sự khác biệt ở hai cái vị tướng pháp sư này so với sát thủ là gì không ạ? Nếu như mà vẫn chưa thì mình sẽ liệt kê ngay cho anh em cụ thể là như sau. Thứ nhất ý, pháp sư có khả năng tham gia giao tranh mạnh ở mọi giai đoạn giống như sát thủ, nhưng là dùng kỹ năng ở tầm xa chứ không phải là áp sát. So với vai trò sát thủ, anh em có thể thấy là hầu như toàn bộ những cái vị tướng ở bên bảng pháp sư như là Harith, Lilia, Kagura, Hurley, Lunox là toàn là dùng kỹ năng ở tầm xa, một cái tầm rất an toàn. So với đó là Guzen, Selina, Hayabusa, Fanny hay Helcurt bắt buộc phải áp sát lại gần mục tiêu để mà gây sát thương. Bởi vì có thể nói rằng việc chúng ta sử dụng sát thủ áp sát để mà dồn sát thương ấy rất dễ khiến cho chúng ta phải rơi vào tình huống nguy hiểm và đòi hỏi kỹ năng để mà có thể xoay sở trong những cái tình huống hiểm nghèo đó. Khi mà áp sát vào team địch như vậy, rất dễ để những cái vị tướng khống chế team bạn như là Joe, Guinevere, Aurora, Minotaur hay Khufra có thể đổi mục tiêu dồn vào các vị trí sát thủ chúng ta. Bởi lên rank cao ấy, những cái người chơi giỏi người ta hiểu rằng dồn sát thương vào sát thủ mà thành công ấy thì team bạn coi như là hết sát thương. Sát thủ cũng là một trong những cái vị trí rất cần phải ưu tiên để mà hạ gục, đúng không anh em? Và cái thứ hai á, nếu mà so sánh với pháp sư thì mức độ hiệu quả của sát thủ, tức là cái khả năng dồn sát thương á, là tương đương. Nhưng mà sát thủ cần quá nhiều kỹ năng, trong khi pháp sư thì không đến mức như vậy. Cách dồn sát thương của pháp sư lên các mục tiêu team địch an toàn hơn rất là nhiều. Khả năng chạy thoát của các pháp sư mạnh ở meta hiện tại cũng là vô cùng đơn giản. Chỉ cần ấn một nút là xong, ví dụ như Lilia này, ấn một nút chiều cuối là chạy thoát thành công. Kagura có thể chạy thoát rất dễ dàng. Hurley cũng chỉ cần một nút là xong. Lunox cũng chỉ cần một nút là xong. Nếu như mà để so sánh giữa Lilia và Guzen thì anh em sẽ thấy ngay, khả năng dồn sát thương trong giao tranh của Lilia là dễ và khoảng cách quá xa. Hơn nữa còn là dồn sát thương lên được nhiều mục tiêu, trong khi sát thủ Guzen sẽ phải làm nào là chuẩn bị thực hiện combo sao cho chuẩn chỉ này. Và combo của cái vị tướng này đâu có dễ dàng gì cho cam đâu anh em. Và thực hiện cái combo đấy xong chán chê thì chắc là cũng chỉ giết được một mục tiêu hoặc là nhiều nhất là hai mục tiêu thôi, chứ không thể được như cái đám Harith, Lilia hay là Kagura được anh em ạ. Tổng kết ở đây, sát thủ khó chơi hơn pháp sư, vào dễ, khó ra mà độ hiệu quả cũng chỉ dừng ở mức tương đương anh em ạ. Và nếu như mà đặt lên bàn cân so sánh giữa việc gọi là chọn chơi một con pháp sư nó an toàn như vậy, cái hiệu quả nó ok như vậy, so với việc chọn chơi một con sát thủ kiểu cái cách chơi nó rất là khó, ví dụ như là Selina hay là Guzen, thì anh em sẽ chọn chơi cái vị tướng nào? Dĩ nhiên cá nhân tôi đánh giá là nên chọn chơi những cái vị tướng pháp sư rồi anh em ạ. Nếu như mà anh em có thể thấy là ở meta hiện tại chúng ta có thể thấy được cái vị tướng Hayabusa được pick rất là nhiều, nhưng mà những cái lượt pick ở vị tướng Hayabusa này không phải để tham gia giao tranh, mà đó là những cái lượt pick mang tính chất đẩy lẻ, đẩy trụ trộm cũng như là solo hạ gục những cái vị trí quan trọng của team bạn trong cái quá trình đẩy lẻ mà thôi. Đó, như vậy là phần nào anh em đã hiểu rằng tại sao hai cái vị tướng xạ thủ cũng như là sát thủ không có bất kỳ một cái vị tướng nào thuộc cấp S cộng để mà mang vào leo rank solo ở trong Mobile Legends rồi đúng không? Thì nếu như mà chúng ta quay trở lại với những cái vai trò khác ý, thì chúng ta có thể hiểu được cái điểm chung của những cái vai trò đầu sĩ, pháp sư, đỡ đòn cũng như là hỗ trợ là có khả năng giao vào combat vô cùng linh hoạt, cái lối chơi không quá phức tạp, đơn giản mà cái sát thương cũng như là hiệu ứng khống chế nó gây ra mà nó lại ảnh hưởng lên được nhiều mục tiêu của anh em ạ. Đây nhá, Châu có thể hất tung được nhiều mục tiêu này, ra vào giao tranh dễ này, khả năng dồn sát thương là có và ở vị tướng Châu là có rất nhiều hiệu khống chế đúng không? Ở Xbox đó là cái khả năng dồn sát thương chuẩn trong giao tranh ở phạm vi rộng. Xbox cũng là một cái vị tướng rất là mạnh ở cái khả năng solo đường cũng như là solo 1v1. Ở hai vị tướng Harith cũng như là Lilia, hai cái con tướng cấp S cộng ở cái vai trò pháp sư ấy thì thôi chắc mỡ tôi không cần nói. Khả năng bay nhảy và dồn sát thương của hai cái vị tướng này trong giao tranh cũng như là cấu rỉa là có rồi, không cần phải bàn. Đối với hai vị tướng Grab cũng như là Khufra thì hai cái vị tướng này nói thật với anh em mang vào đầu rank solo là đồng đội rất là vui, chứ đừng nói đến cái hiệu quả cái trận đấu như nào anh em ạ. Tại vì hai con này, thứ nhất là cái hiệu ứng khống chế của nó có rất nhiều, và thứ hai là hai cái vị tướng này rất cứng, và thứ ba là chẳng ai gọi là thừa sát thương, thừa những cái kỹ năng để mà tung vào hạ gục hai con này đâu anh em ạ. Trong khi mà những cái vị trí khác như là xạ thủ, sát thủ cũng như là pháp sư cần phải ưu tiên để dùng sát thương hơn. Và cái vị trí cuối cùng ở cấp S cộng đó là cái con Kaya ở vai trò hỗ trợ, thì cái con tướng này, cái mức độ hiệu quả trong giao tranh
cũng như là cái sức mạnh xuyên suốt từ đầu đến cuối game của nó là không có gì phải bàn, vô cùng mạnh. Và đây là cái con bài có thể tạo ra được những cái pha đột biến, những cái thế trận 5v4 và ép đối phương giao tranh vô cùng tuyệt vời. Đó, trên đây là cái quan điểm của mình để giải thích cho cái lý do vì sao hai cái vai trò sát thủ cũng như là xạ thủ không có bất kỳ một cái vị tướng nào ở cấp S cộng của cái meta hiện tại trong cái tuần này. Và không biết rằng cái quan điểm của anh em như nào về cái việc tại sao hai cái vai trò này không có ở cấp S cộng. Hãy để lại comment ở bên dưới cái video clip này để mà chúng ta cùng thảo luận nha. Nhớ đừng quên hãy like, subscribe cũng như chia sẻ cái video clip này và đón xem nhiều những cái video clip khác của mỡ có trong ngày mai nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.